Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án OT, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng mình để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đối với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với hình trình alloc của dự án Hippo ILO. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link dưới đơn mô tả video, sau đó gõ nút start để chat robot. Tiếp theo chúng ta nút join group và lượt nào cái nhiệm vụ là join group Telegram channel như đầu tiên. Rồi các bạn nhớ một nút click here prover để chúng ta join thành công. Mở tiếp tester. Join key channel. Đây mình đã join trước nhé. Chúng ta sẽ mở tiếp mình tester tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ là follow này. Copy username của dự án Hippo ILO. Này chọn follow tip này. Thêm username vào phần comment này. Lutit này. Bên này Rockstar ta tìm đến bài đăng về dự án Hippo ILO là chúng ta làm cái tip. Nên anh em để ý thấy thì dự án đã được audit bởi Solid Pro. Chúng ta ấn vào nút đăng ký đây. Ở đây hỏi là game pass tay cầm thì chọn thêm cái tay cầm nhé. Điền email. Đối phần địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chiếc Colette hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại gọi tết vào. Twitter link chúng ta mở phần profiling ra, chúng ta copy phần profiling nhé. Lý tiết link chúng ta chọn tiết Daphne, chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link. Chúng ta tìm đến bài đăng có gắn username của dự án Hippo ILO. Đây đây. Chọn Everjoy. Chọn Everjoy tiếp. Ta join một trong ba group ở đây thì mình đã join group thứ ba rồi. Các bạn chọn đôn là xong. Ok và rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hành trình alloc của dự án Hippo ILO. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.